Ô, mọi người thấy chưa, nó thấy dạng chưa? Hay. Đã không? À, nhớ lên trên luôn mọi người nè. À, con này chắc đói là lâu năm rồi đây. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục mình đi câu lươn nữa mọi người. Thì hôm nay mình câu ở cái đầm Bèo ở đây thuộc ở Điện An, nó giáp giới bên Nghĩa Hòa mọi người. Ở huyện Tư Nghĩa, mình ở Quảng Ngãi nha. Có nhiều anh em, nhiều bạn hỏi mình quê mình ở đâu, thì mình ở miền Trung Quảng Ngãi. Thì hôm nay mình đã câu ở cái đầm Bèo, đây là cái cầu, đây là cái cầu đây ngã mấy, cái cầu đây là cái cầu cầu Lũ Lò, kêu cầu Lũ Lò mọi người nè. Cái cầu nằm phía bên kia này. Đây mình đang ngồi ngay chỗ bụi chuối này cho nó mát một tí nha. Rồi tí nữa mình đi ra từ ngay chỗ cái đầu cầu á, đi ngay chỗ đầu cầu á, rồi mình ra từ đầu cầu đó mình câu dọc để qua đây. Thì là mới nãy mình cởi xe qua tới ngay chỗ đây này, mình dừng lại rồi để mình ngồi nghỉ mát tí, rồi tí là mình cởi qua bên kia rồi để xe dựng xe đó rồi mình câu luôn nha. Thì cái đầm Bèo đây cũng lâu năm lắm mọi người, không biết là có lương nhiều hay không đây, cũng hên xui thôi. Thì đi câu thì có ngày thì nó hên thì mình được rất là nhiều lương, mà không hên thì một con hai con hay cái hầu nó không có luôn. Cái hầu này mình đi nguyên một ngày nó cũng có một con luôn mọi người, tuy nhiên có ngày nó vậy đó. Rồi bây giờ mình đi tìm con lươn nha, rồi có con lươn mình sẽ câu quay cho mọi người xem luôn. Rất mong mọi người quan tâm và ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mọi người cùng mình đi câu lươn với mình nha. Rồi có hang ở dưới đây mọi người nè, hang to đã lắm nha, người thấy hang chưa, nó có vỏ ốc nó biết dưới đây nè, để mình lấy cái vỏ ốc ra ngoài nha, thì nó bể cái vỏ ốc rồi. Có con lươn ở dưới mọi người, mình thấy nó thở mới thôi, mình thấy nó thở, nó nhùng nhai nó thở sắp mới thôi, để mình câu luôn nha. Trời nó hơi nắng nên là mình phải ngồi mình che, mình lắp cái ánh nắng lại mọi người. Ủa, đã chưa, mọi người thấy nó hụt nước chưa? Trời. Trời, nó mát xéo một bay nè, mấy bị xéo một bay mọi người à, không biết là dính hay không nữa. Trời, mình chưa mang cái bộ tay luôn. Mình ra mình ngồi mình nói chuyện với mấy bạn một tí, mình quay mang bộ tay để mình mang vô nha. Thôi vô coi, nó mát bị xéo một bay nữa, xéo một bay nên là nó cũng không dính được nha. Rồi nó lên, nó ngóc cái đầu, nó thò cái đầu lên, mọi người thấy chưa? Con này chắc đói lắm nè mọi người ơi, đói lắm rồi đấy, đợi nó ngóc cái đầu. Ô, mọi người thấy chưa, nó thấy dạng chưa? Hay. Đã không? À, nhớ lên trên luôn mọi người nè. À, con này chắc đói là lâu năm rồi đây. À. Ngon lành chưa, lương mà ham ăn cỡ như vậy là tuyệt vời nha mọi người nha. Đấy, ôi trời, lại ngóc để sẻn cái đầu. Cái lương cỡ này tuyệt vời đấy mọi người, thấy đâu. Trời, ngóc thẳng cái đầu đi luôn. Cái đầu anh nhỏ nghe mùi nghe, anh này cái đầu anh nhỏ ghê đó. Mình để mình nhớ tiếng nghe. Trời 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 ơi, để mình nhớ tí mà nó làm hổn quá mọi người ạ. À, rồi vô lụm liền, ngon lành. Con này đỡ nghe, cái đầu nó nhỏ thôi chứ cái mình nó to mọi người ạ. À, đầu nhỏ nhưng mà cái mình to vàng khè luôn. Rồi lên he he. Rồi má hàng một con nghe mọi người nha. Trời ơi nắng nhưng mà vẫn tốt nè, vẫn sen được hàng được rồi. Trời đang rất là nắng mọi người à, đi mình đi buổi trưa mà, đi buổi trưa nên trời trời nắng kinh đó. Lương mà hỗn hỗn cỡ như vậy thôi chứ câu là phê, chung là thả xuống là nó chơi liền được, chứ còn lương nhiều con câu nó mò miết nó không chịu ăn đấy.
thôi. Có mớ hàng là được rồi mọi người à. Giống cho nó tí nước đi. Giống như nó tí nước là nó có xí nước nó sống trên thùng để nó tòi à. Bỏ vô trong thùng nó nắm có nó tòi, trời nắng mà. Trời nắng mà nó tòi luôn là mắc ăn. Rồi mình tìm tiếp mọi người, mình ngồi sát dưới cái bờ luôn á, này cái bờ lúa này mọi người thấy không? Này bờ lúa này mình ngồi sát dưới cái bờ lúa luôn, nén quá mà. Rồi, có hàng dưới mọi người nè. Hàng nhìn thấy cũng được nha, to đấy, mình thấy cái lỗ nhỏ nhỏ mình vạch ra mình thấy ở dưới nó có một đường hàng rất là to luôn. Rồi ăn luôn mọi người ơi. Rồi há chơi liền hết chưa. Ủa, nở cái đường trong mất rồi, nở cái đường trong mất rồi. Lấy nè mấy cái cọng cỏ như đây. Ôi trời lươn ngon mọi người ơi. Người thấy không, lương vàng to, con này ăn nhanh nha. Không, cái đoạn mương này lương này ăn nhanh ghê đấy. Thả là nó chơi, có là nó chơi thôi, chứ nó không có chừa. Nó lương cỡ này thì câu còn gì chê nữa mọi người. Lương vàng to không, thấy không. Ui, dao thùng nè. Đấy, mới ra tí nén nhưng mà có chút thành quả là vui rồi mọi người à. Có chút thành quả là được rồi. Rửa không? Rồi cho nó vô bao luôn, nó rửa cái nữa đâu. Nén quá nghe mùi. Trời, nén là thông cảm tí. Mình đi buổi trưa không à. Đấy, cho em vào bao nè. Mấy anh này mà không cho vào bao nghe là anh nhồi ra như chơi mọi người. Nhiều lắm. Rồi hai con làm rẹt rẹt liền, có lương là làm rẹt rẹt liền thôi. Mình móc lại con mồi luôn rồi mình tìm tiếp mình câu nữa. Mồi nó xé nót luôn rồi. Cái điểm đây là cái điểm mới đó mọi người. Mình đường cái đường đây là mình đi qua đi lại rất là nhiều lần rồi nhưng mà mình không có câu. Thì là mình chưa có thời gian để mình câu cái đường lần nào. Rồi. Tìm tiếp nha mọi người nha. Bụi rậm rất là nhiều luôn. Nè, mọi người thấy bụi rậm không? Nhưng mà như bụi rậm nhiều thì có lương thôi. Rồi dưới cái lùm cỏ đây có hang nữa mọi người. Để mình vạch cái cỏ đó cho mọi người xem nha. Ủa, hang đá mọi người, tròn qua luôn á chứ. Hang tròn nước trong, nhìn thấy là thấy mấy cái hang là phê rồi. Ủa, mấy cái gai nó chầm tay. Mình bị mát gai, mấy cái gai nó đi mát nhiều lắm. Mát vô tay á là về là tối phải lẻ ra. Cho nên không lẻ ra thì nó nhức nhức cái tay mới thôi. Mấy hàng này mấy hàng với hàng nào nữa mà mọi người. Trời, cái hàng là hàng cua. Trời, cái hàng mà sao có con cua. Trời, mọi người thấy cái hàng đẹp không mà con cua xíu xíu này. Trời, thiệt mình thiệt tình với nó luôn mọi người. Trời, cái hàng thiệt to mà cái hàng to đùng luôn. Mà là cái hàng lương nữa chứ mà trời có con cua bá lớn. Mà không biết là có phải là hàng lương nữa không. Không phải là không phải là con cua không, cái này là lương ở dưới mà. Nếu mà có con cua vài lần lương nó sơ liền, nó đâu có để làm gì đâu, đúng không? Nếu mà có con lương như đó là nó đơ liền rồi. Bởi đâm cái hàng này bị bét rồi mọi người, bị tha trúm đi chích điện rồi đó, bét rồi. Có con cua nó vô nó ở này, trời ơi, mình bó tay luôn mọi người à. Hồi ở trời mình xuống nó mở luôn đó, trời, bó tay
Rồi mình tìm ăn khác nha mọi người nha. Ở dưới đây nó có cái hang mọi người nè, hang nằm dưới bụi cỏ này nha, nằm dưới đây mọi người. Mình để ngay cái máy là một tí nè. Rồi lâu rồi mọi người, ăn luôn nè, thả là chơi liền hết chưa. Ui ui, nó thả rồi mọi người ơi, thả rồi trời, nó vướng cái gì đó nó thả rồi. Có lương là ngon là ngang, nó thả mà có lương là mình khoái rồi. Này, nó ục ục ra để biết là mọi người thấy không, để mình xem thử là nó có rõ hay không nữa nè, do nó ngậu mà nén đó mọi người, nhìn thấy nó không có rõ lắm. Nó ở ngay chỗ đây nè. Rồi, ăn rồi mọi người. Nó vướng cái gì đây? Ui, nó vướng nguyên một lùm cỏ này. Để mình vạch vạch ra cho nó lên nha. Rồi, vướng cây cỏ. Ủa to mọi người ơi, to to đây nè mọi người thấy chưa, hai lưng to nha, nén quá mọi người, không cho nó lên luôn. Đây trời ơi, con này nó to đã mọi người à, nè mọi người thấy chưa, lưng cỡ này là câu tuyệt vời luôn. Rồi phao thùng nè, thả là nó chơi, thả là nó vô là có là lương là nó chơi liền mọi người thấy không, có là nó lượm liền thôi. Ừ. Ba con nha mọi người nha, lương con này trồng trong hai lạng đó mọi người, con này được hai lạng đấy. Nói chung là mấy cái hang nào mà có lương là mình thả là nó ăn nhanh lắm, chứ nó không có lau ly, có là nó lượm liền thôi. Đây nha, ba con nha mọi người, lương hôm nay thì trồng trọng đẹp lắm, ba con này chắc cũng cỡ nửa ký có rồi đấy, hôm nay thì cũng ngon lành nha. Được rồi, mình tìm tiếp nha. Mình nãy mình đi dọc ngay chỗ cây cầu kia, mình xuống rồi mình ra ngoài cái đường mương ngoài đây rồi. Rồi, dưới cái mé bờ ruộng nó có cái hang mọi người, nó nằm dưới ruộng nha, nó sát bằng cái mé mương thôi. Mình đang câu bên này, cái mình thả cái dây câu của bên kia thử, cái nó ăn luôn bên này nè mọi người nè, hai bên này nè, mình thả cái dây câu thử bên kia thử ra sao mà nó ăn luôn á, mình chưa kịp chuyển máy qua mình quay luôn mọi người nè, lương to hết chưa mọi người thấy không, trời chưa kịp chuyển máy qua luôn, mình câu thử cái đầu bên này thử nó ăn cái đầu bên này luôn. Rồi vào thùng nè, trời xem như bị tụt cái tay ra ngoài mọi người, rồi xem nó là bị tụt cái tay ra ngoài luôn rồi. Mình thả bên kia bên này nó ăn luôn á chứ, nhưng mà con lươn bên này nó ở cái đầu hơn nó hổng nha,
để hai cái máy rồi là mình lấy luôn. Rồi bốn con nha. Trời lương cái này. Cái mà ruộng này hai đứa mà vừa thả cái nó chụp liền luôn mọi người. Trời ơi giờ nó gió quá đâu mọi người. Trời bây giờ nó gió rất là nhiều luôn. Trời cũng rất là còn nắng nha. Giờ này chắc cũng cỡ 3 giờ mấy đó mọi người. Còn rất là nắng luôn. Rồi mình đi dọc dọc tiếp thì mình tìm thử còn có hoang nữa không nha. Có thì cầu tiếp cho mọi người cùng xem luôn nha. Mới vạch được tìm một cái hang mà nó không biết nó vướng trong cái gì mà đứt cái tay mà rồi mọi người. Này chảy máu luôn này. Chảy máu rất là nhiều luôn mọi người. Trúng cái gì đó mà nó không biết nữa mà nó sực cho một phát rất là sâu luôn, chảy máu nữa rồi. Hôm trước là bị đợt trước bị rép cán đợt này không biết cái gì mà nó quẹt qua một phát nó chảy máu luôn biến luôn. Rồi nó rát quá mọi người. Thôi, hôm nay thì cũng được 4 con. Nói chung là lương thì lương hôm nay thì cũng trọng trọng mọi người nha. Này. Lương hôm nay thì cũng trọng trọng được 4 con, lương cũng to đấy. Cái tay mình đau quá chứ mình không đau thì mình mở ra cho mọi người cùng xem luôn. Tại vì nó rát quá mọi người, không biết trúng cái gì mà rát dữ mới trúng mẹ chai đồ nguy hiểm nha. Đây, lương hôm nay thì cũng trọng trọng được 4 con. 4 con này thì cũng trọng trọng mọi người, cũng được rồi. Rát quá mọi người. Thôi mình cũng đã mệt rồi mọi người. Đi từ sớm giờ mình cũng đã mệt rồi, đi hồi trưa mà. Mệt lắm rồi, bây giờ mình cũng sẽ về đi. Về mình nghỉ nha. Kết thúc video, dừng video tại đây nha mọi người nha. Để hôm sau mình tiếp tục mình đi câu nữa, chứ mình đi quá sức quá thì mình sợ bị đau, bị cảm mọi người. Hôm nay nói chung là cái thời tiết, cái dịch hôm nay thì rất là nguy hiểm luôn. Mình cũng cố gắng mình đi câu mấy thôi. Bình dịch thì nguy hiểm. Rồi, mình sẽ dừng video nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Thấy yêu mấy mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký, một kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người tất cả các video câu lương lần sau của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.